Hi, chào các bạn. Mình bắt chước các bạn. Không biết các bạn biết với bạn mà gì ta, tên gì mình không biết tên, nhưng mà bạn chuyên làm canh săn bắt và hải lượm á, người miền Trung hay gì, lúc nào cũng hai thì rất là canh mà nó đó hiện tại rất là phát triển, rất là thú vị, chuyên dành cho những bạn nhỏ. Thì mình cũng đang làm canh nhưng mà chắc còn lâu mới phát triển được. Thì đầu tiên là bữa nay mình giới thiệu tới các bạn một một sản phẩm, cũng là một cái gọi là dự án, có đúng không nhỉ? Gọi là một sản phẩm viết theo yêu cầu của một khách. Thì nhân tiện khi mình test á, mình chuẩn bị gửi cho khách á, thì mình quay video lại để bạn nào có quay video và mình share code á, code điều khiển con này, video điều khiển này nè. Bạn nào có nhu cầu thì tải về mà sử dụng. Thì điều kiện để làm nên sản phẩm này thì bạn nó cần là cần các điều kiện như sau: một là điều khiển qua động cơ sạc vô, cái này động cơ sạc vô, các bạn đưa gần để các bạn xem, bạn thấy không? Xe sạc vô motor 400W, tua ra 3.000 vòng. Thì động cơ sạc vô thì đa phần nó là hình vuông nhé, hình vuông dài. Còn động hình chữ nhật ở hình tròn này thì nó hiếm, ít lắm. Và cái này mình chỉ làm mẫu thôi chứ mình không có giao cho khách. Thì mình sẽ ráp vào một cái động cơ vuông giao cho khách, cái này mình chỉ test thôi. Thì điều kiện gia công của sản phẩm này là động cơ sạc vô chạy qua một IC đa năng, IC sạc điện á. Thì ở đây mình sử dụng là IC 350W, tại vì bạn đó chỉ cần tốc độ thôi chứ không cần cái mô men sáng cao lắm, cho nên nói chung là sử dụng, tại vì mình không có cái IC đa năng 500W. Nếu mà có thì mình sẽ lấy cái 500W thì nó sẽ phù hợp hơn, nhưng mà do tính chất là bạn đó chỉ cần tốc độ và mô men sáng, không cần mắc, không cần maximum, cho nên là tạm chấp nhận được với cái IC xe đạp điện 350W. Thêm nữa là điều khiển để làm sao cho qua hai cái relay này, hai cái công tác hành trình này à, thì nó sẽ đảo chiều liên tục. Thì trước đây các bạn đó sử dụng cái động cơ bước á, chứ thì bạn đó đã sử dụng qua động cơ bước. Nhưng mà các bạn biết không, động cơ bước á, thì nó cái mô men xoắn á, nó không có đạt khi mà các bạn chạy ở tốc độ cao, nó không đạt được nha. Cho nên bạn nói nhờ mình là viết qua rồi điều khiển qua cái động cơ sạc vô. Thì mình cũng chưa mình làm qua động cơ bước thì nhiều rồi. Nói chung động cơ bước mà để cho nó quay và đảo chiều như thế này thì cực kỳ đơn giản luôn, không có gì để đáng nói cả. Nhưng mà động cơ sạc vô này mà chạy qua, và động cơ sạc vô này chạy qua cái driver chuyên dụng của nó đó, thì đương nhiên nó làm được việc này rồi, rất là đơn giản luôn. Nhưng mà để kết hợp với IC đa năng, xe đạp điện thì lại là một vấn đề khác nữa, lại là một vấn đề nó phức tạp hơn. Thì nó đảo nha, nó đảo ngay cả khi tốc độ cao nha, chứ không phải chỉ chậm chậm nó mới đảo không. Đó, đảo. Thì mặc dù mình chưa chắc ăn lắm nhưng mình cũng nhận cái sản phẩm này và mình nghiên cứu. Thì sau quá trình nghiên cứu thì mình cũng đã làm hoàn thiện cái sản phẩm này. Hôm nay thì nhân dịp test và giao cho bạn đó thì mình quay video chia sẻ cho các bạn. Thì cái ứng dụng này nè, cái ứng dụng này thì mình chia sẻ luôn là có nhiều khách trên trên shop mình mua về làm ứng dụng xe dây á. Các bạn biết một cái máy á, cái máy mình không biết cuốn cái gì á, nhưng mà nó cần cái bộ rải dây, cái bộ rải dây á, rải đều đều như thế này nè, rải đều theo cái tốc độ và theo cái hành trình được được giới hạn bởi bởi hai cái relay á. Cái relay này cũng có chức năng y chang cái relay kia nha, nhưng mà nó chỉ khác thôi, nó khác là nó xài cảm ứng từ, cảm ứng quang hoặc cảm ứng từ, nó chỉ khác thôi.
đó thì có nhiều khách là sẽ mình có nhiều khách là mua 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 combo mà để rải dây á, dùng động cơ bước á, dùng trục jack và động cơ bước á đó để rải dây. Có một khách không biết cái máy đó quấn cái gì, nhưng mà khách đó có nhiều rồi chứ không phải một khách, nhưng mà họ rải dây vậy nè, tức là qua lại đều đặn theo một hành trình được giới hạn bởi hai cái con relay này và một tốc độ có thể tự họ điều chỉnh được đó. Thì cái đó thì trước đây mình làm rất là nhiều luôn, nhưng làm qua động cơ sạc vô này thì lần đầu tiên luôn á, lần đầu tiên mình làm luôn, nhưng mà cuối cùng cũng thành công đó, cuối cùng cũng thành công được. Thì động cơ sạc vô thì nó có ưu điểm hơn động cơ bước ở chỗ nào, ở chỗ là ở tốc độ cao á nó vẫn giữ được cái moment xoắn tốt, nó vẫn giữ được cái moment xoắn, tức là cái lực kéo á tốt so với động cơ bước. Động cơ bước thì các bạn biết không, ở tốc độ thấp á thì nó đạt được cái moment xoắn lớn, nhưng mà khi tốc độ cao á nó dễ bị trượt bước, nó bị quá lực á, nó trượt bước, nó không đáp ứng được nhiều nhiều nhu cầu. Nhưng mà ngược lại á, động cơ bước thì nó chạy được trường chính xác theo vị trí, nhưng mà ở một cái gọi là mình nói dự án, không biết các bạn có ném đá không, là mình nói quen rồi. Ở một cái dự án trước á, làm cho một khách khác á, mình đã sử dụng động cơ đa năng nè, dùng động cơ đa năng điều khiển một động cơ sạc vô và dừng được luôn, dừng được theo vị trí luôn đó, dừng được theo vị trí, chỉ điều khiển qua cái vi điều khiển thôi đó. Thì nói chung chế cháo mà, nghiên cứu các kiểu kiểu gì cũng làm được đó, từ dễ tới khó. Ok, thì mình sẽ để link phía dưới, để miêu tả phía dưới á, bạn nào cần cần cái code á, hoặc là có liên quan tới con vi điều khiển nano nè, Arduino Nano nè, giống như liên quan tới ở cách nạp code hay là cách sử dụng code, hoặc là Arduino thì các bạn mua ở đâu thì dễ thôi, mua lên căn trên mạng á, Shopee, Lazada, Sen Đỏ, cái nào cũng có bán cả. Giá thì bây giờ nó cao hơn ngày xưa chút xíu, ngày xưa cách đây 2-3 năm thì khoảng 45-50 nghìn thôi, nhưng bây giờ thì Arduino Nano thì khoảng 80 nghìn, 70-80 nghìn, nó đã tăng giá rất là nhiều sau đợt dịch đó. Rồi thì liên quan tới hướng dẫn, liên quan tới nạp code hay là sử dụng code hay các kiểu đó, thì các bạn cứ comment mình hỗ trợ. Thì kênh này mình làm ra là nhiều mục tiêu lắm, nhưng mà một mục tiêu trong đó là mình share, mình không có giấu, mình share code nè, share sao ta, sơ đồ đó, sơ đồ đi dây nè, các kiểu nè, để cho các bạn có thể làm được, tự làm được những dự án cho bản thân mình, cũng như mình mong muốn làm một dự án nào đó đó, ví dụ như chế cái này cái kia. Ok, thì video mình kết thúc tới đây. Cảm ơn các bạn đã xem cho tới hết video này, và hẹn gặp lại trong video sau. À, mình nói video sau thì mình cái động cơ sạc vô này nè, để mà chạy qua cái ICC đạp điện á, thì mình chắc chắn luôn là ít bạn chơi hơn là cái động cơ rút led á, động cơ không chổi than á, chắc chắn ít hơn. Thì cái video tiếp tiếp theo á, mình muốn làm là so sánh cái lực á, cái so sánh tốc độ và so sánh lực kéo giữa hai động cơ, một động cơ sạc vô và một động cơ rút led, cùng tốc độ cùng công suất, nhưng mà cái lực kéo cái nào lớn hơn đó. Nó khá là tương đồng luôn á, cái động cơ này cũng chạy 3 giây 3 pha, nhưng mà nó là động cơ đồng bộ nha, còn động cơ rút led là động cơ không đồng bộ. Mình muốn khám phá xem là liệu hai cái cùng công suất nè, cùng tốc độ, thì liệu là cái nào của nó cái lực kéo á, cái gọi là cái độ lì hay là cái lực kéo đó nó tốt hơn. Mình không có nhiều điều kiện, giống như là không có điều kiện là ráp vào cái motor bơm nước hay là cái gì đó để tải để test nó, nhưng mà mình sẽ nghĩ ra cách để mà test nó về, giống như là
nhiệt độ có bị có tăng cao không, rồi lực kéo so sánh hai bên, thì mình đang có ý tưởng đó thì nó mình thấy rất là khá là thú vị, tại vì mình chơi đã qua hai cái rồi, trước đây mình chơi động cơ Bullet thôi, nhưng mà dạo gần đây thì mình chuyển qua động cơ servo rất là nhiều, mình cũng biết một chút về nó, cho nên mình muốn so sánh hai bên á để các bạn có cái nhìn khái quát. Tại vì sao? Tại vì có nhiều cái dự án mình làm cho khách á, mình viết theo điều kiện á, thì khi mà có nhiều thông tin á, mình sẽ chọn được bên nào, mình chọn được bên động cơ servo hay là mình chọn được bên động cơ brushless, thì cái đó rất là thú vị luôn. Mình nghĩ là nó bạn nào mà biết nhiều thông tin về cả hai động cơ này á, thì có thể đưa ra được nhiều lựa chọn, nhiều quyết định hơn trong trong những cái việc chế cháo của mình. Ok, cảm ơn các bạn.